Thắng nói sự thay vấn đề giết người bằng dao xin phép dừng cuộc chơi. Em biết là ông sống giết người sao? Xin phép dừng cuộc chơi, chúc bạn may mắn lần sau. Không nhỉ? Việt Nam vô quân lên rồi các bạn ơi, Việt Nam vô quân lên thôi. Mình đang tô bươi con sói lần xong rồi các bạn ạ. Cái bươi của nó cũng mọc cho nữa. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tô cái lông của nó màu nhạt hơn này. Mình sẽ lấy màu da đi. À, các bạn nhìn mình tô cái lông của nó này. Tiếp theo là cái mũi và cái chân cũng màu nâu nhé, cái chân cũng màu nâu. Rồi, như vậy là mình đã có xong lông của nó. Còn cái vành tai ở trong này mình tô màu hồng. Mình tô giống như trong hình nhé. Đấy, các bạn thấy không? Mình đã tô xong rồi này. Còn chỗ nào nữa không nhỉ? À, còn cái lông này của nó mình sẽ tô màu đen. Đó. Rồi, còn một cái chấm này nữa. Như vậy là mình đã tô xong con sói rồi. Bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.